Hello, xin chào tất cả anh em nhé. Rất vui gặp lại anh em trong video tiếp theo của mình. Đấy, anh em ơi, hôm nay là mùng 5 tháng 5, tức là ngày Tết Đoan Ngọ, phong tục cổ truyền của dân tộc. Thế nhưng mà ngoài trời mưa lắm anh em nhé. Đây cho anh em xem ngoài trời mưa kinh khủng, mưa gớm ghiếc luôn. Đây anh em, mưa dã man, cơn kiếp anh em thấy sợ không? Mưa to luôn đấy. Đấy em nhé, sấm chớp huynh hoàng không lúc nào ngớt, mưa dầm dưới. Đấy em, bỏ thế này làm ăn gì, bà con vừa đang gặt hái mùa thu hoạch, nhưng mà mưa mấy ngày liền, những ngày vất vả quá anh em ạ. Nhưng mà hôm nay nó ngày Tết là nhà nào cũng thắp cơm thắp hương cúng cụ, mời anh em ăn cơm của mình nha. Mời tất cả anh em ăn cơm của mình nha. Hôm nay ngoài trời mưa quá, nó ồn quá anh em ạ. Thế thôi, cũng chia sẻ cho anh đưa em bữa cơm của nhà mình đây. Tháng này ra chợ làm con vịt về để ăn trưa nhá. Tấm gương các cụ Tết Đoan Ngọ để bắt miến để anh em chia sẻ anh em. Toàn những món ăn hấp dẫn, chuẩn chỉ, ngon, bổ rẻ đây anh em nha. Vịt này là mua ở chợ người ta làm sẵn đây anh em. Đấy, chấm với lại nước chấm tự pha. Còn đây là mình nấu miến miến với cái lòng mè đấy anh em. Mời anh em ăn cơm mình nha. Mời anh em uống rượu nha. Đây anh em ơi, vịt đây. Bữa cơm trưa nhà mình. Vịt này của nó ngon. Con vịt này ngon đấy. À, mời anh em nha. Rồi làm bát miến này. Đây, miến này là nấu với lại lòng mè đấy anh em ạ. Lòng mề vịt rất là hấp dẫn. Đấy, chia sẻ cho anh em bữa cơm đơn giản lắm. Hả? Ngon tuyệt. Mấy hôm nay ngoài trời mưa to quá nhỉ. Mưa kinh khủng luôn. Anh em ăn thấy ăn cơm mà cứ rập 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 mưa. Sao lại mất điện? Hả? Phong tục người Việt Nam là mùng 5 tháng 5 là Tết Đoan Ngọ, là hay cúng vịt cúng ngan, gà cũng được nhưng mà chủ yếu vịt ngan là hay cúng.
ngày mai mới mùng 5 nhưng mà hôm nay là chủ nhật anh em nhé, nên là làm trước. Mời anh em rồi. Nó mất xét này thì tí luôn. Nó mất này tí. Chốc nữa nghỉ trưa mà chưa điện này, lấy cái quạt ở trên gác, cái quạt 12V lấy cái bình vào mà này quạt nóng. Mời anh em nhá. Hôm nay là chủ nhật, thế là mình cúng các cụ trước anh em nhá. Đây miến. Ngoài trời mưa ồn. Mời anh em nha. Ăn đi con. Vừa kinh khủng. Chắc là mất điện tí nữa. Nó mất ấy mà. Anh em ở Việt người đồng anh em nó ngon này. Đấy, miếng thịt dã man luôn. Ngon đấy, vịt được. À, nói chung ngày những ngày mùng 5 tháng 5 này là nhà nào cũng sắp hết. Nay ở mình mùng 4 nhưng mà nó là ngày chủ nhật anh em ạ. Sắp trước. Ừ. Nên nhà nào thấy cũng vịt gà hết. À, kể mua vịt về cắt đánh bắt cái canh ăn thì ngon nhưng mà nhà nó bệnh lười không ăn. Nhưng mà thôi nhà cái canh này cũng ăn cũng hạn chế ít, thỉnh thoảng thôi. Ừ. Ăn được. Đây múc đều cả nước. Giá nó đừng mất điện nữa thì ngon nữa. Hơi nóng. Hơi nóng tí. Hơi bị nóng một tí. Thank you.
Ngọt. Chợ này thì hàng vịt nó ác nhỉ. Cũng chỉ vấn đề lười làm. Nhà điều là yêu vịt cỏ nó giết. Cứ ra đôi một. Ừ. Viết của nó cắt nó làm. Quá ngon. Trên Đồng Xuân nó có quán miến vịt. Bỏ thịt nước cháo ngon lắm rồi mình chưa thấy. Rất là làm kỳ công. Mình có. Cháo vịt là nấu lâu nhất. Rồi. Ngon đấy. Mỡ. Bác gái ăn bánh cuốn. Nói đẹp như bác. Đấy nhà mà sấm đấy, sấm chớp mưa sấm sét cái là mất điện luôn, nóng ăn cơm rất đau. Thằng Nha là sau đi về là con về mưa đứng tạnh về. Ừ. Đi mua cứ đứng tạnh kệ 11:30 nghe. Đi mưa. Còn tất cả hai lớp rồi. Thế chúng nó Mẹ bảo. thì về lại nhưng mà chúng nó về con về. Đi đường mà sao lại được. Cứ chúng nó về là về. Mẹ có chuẩn bị mũ lên mua ăn mua lên Chả trùm lên dù mưa đấy. Ngoài cũng câu nó cái thừa. mặt nó hết rồi. Gỡ Mẹ cho cũng chưa con, ấy. gỡ Đau, cho con. mưa, đau rồi. Không Không cắp cho con mấy sơn. lên cả. Mưa gió nóng bức quá anh em. Ăn đi. Quê mình là cứ hay có ngày những ngày lễ Tết này là nó theo phong tục anh em. Ví dụ ngày mùng 5 tháng 5 này là ngày Tết Đoan Ngọ. Rằm tháng 7 là nó là ngày báo hiếu Vu Lan. Cứ những ngày này là lại sắp những đồ để lễ. Nhưng mà nhà mình là ít người nên là đơn giản thôi anh em ạ, chứ lắm nhà là người ta
nọ mâm kia đông con cái là phải sắp mà vài mâm ấy. Như mình đây là nó gia đình có ba người nên là không 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 sắp toàn sắp không có người ăn đấy anh em, đây mời anh em nha, rồi làm bát miến đây này. Rất là ngon, thời tiết mưa hôm nay đúng ngày mưa to anh ạ, kinh khủng khiếp. đàn đã sở thích nó đó thì như con. Thôi video mình tạm dừng đây nhá, để chia sẻ cho anh em cái bữa cơm trưa của gia đình, chỉ là gọi bữa cơm trưa thôi, nó cũng là ngày lễ nhưng mà chỉ là ở hệ bữa cơm trưa thôi. Anh em yêu quý chia sẻ kênh cho mình nhá, hẹn gặp lại anh em ở video sau nhá.